Xin chào các cô gái của kênh Yêu Làm Đẹp. Mình là Nhung Leon và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiểu tóc rất là dễ thương để các bạn có thể áp dụng khi đi chơi hoặc là đi du lịch trong mùa lễ Tết sắp tới này nha. Và tin chắc là những kiểu tóc này sẽ giúp cho các bạn trở nên xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn và gặp thật là nhiều may mắn trong năm mới này. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Và đặc biệt nhất là sẽ ngày càng xinh đẹp nha.